Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017, lễ nhớ Thánh Phanxico Assisi. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của con. Xin bảo toàn con, lạy Chúa. Vì con tìm nương tựa Chúa, con thưa cùng Chúa. Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chen của con. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của con. Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo. Đó là điều lòng con tự nhủ. Cả những lúc đêm khuya, con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của con. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh. Sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên. Sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của con. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha vì Cha đã mặc khai các màu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mòn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo thầy. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Con chuồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo ta. Người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Người môn đệ đi theo Chúa không có gì để bảo đảm an toàn cho cuộc sống trần thế và không được để cho mình bận tâm vì bất cứ lý do gì. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con nghĩ rằng theo đạo Công giáo thì con sẽ được cái gì đó. Có thể là theo đạo sẽ nên giàu có hơn, sẽ đỡ túng cực hơn, sẽ được Chúa phù hộ làm ăn may mắn hơn. Trong thực tế, có khi con không còn tin vào Chúa nữa, bởi vì khi con xin một điều gì đó mà mãi không thấy Chúa ban,
con cầu xin cho qua khỏi các khó khăn. Ấy mà các khó khăn cứ dồn dập sẽ đến và con đã thất vọng. Lạy Chúa, hôm nay muốn thay đổi suy nghĩ của con. Khi con theo Chúa, khi con tin vào Chúa, Chúa không hứa ban cho con một điều gì để bảo đảm an toàn cho cuộc sống ở đời này. Bởi vì Chúa cũng không có một hòn đá để gối đầu. Vâng, con biết rằng con theo Chúa, con giữ đạo thì con không được Chúa ban cho một cái gì, nhưng con được Chúa ban cho một người, đó chính là Chúa. Chúa sẽ là người hiện diện trong cuộc sống của con, chia sẻ cuộc sống của con. Chúa sẽ chia sẻ các khó khăn của con, của gia đình con. Chúa sống với con trong mọi tình huống vui, buồn, sướng, khổ. Cuộc sống của con là cuộc sống của Chúa, sự sống tình yêu Chúa đi vào cuộc sống của con. Chúa còn muốn con đón nhận cuộc sống của Chúa, chia sẻ những thao thức của Chúa, thực hiện việc làm của Chúa một cách quảng đại. Lạy Chúa, đời con có Chúa, đó là bảo đảm an toàn nhất. Xin giúp con hoàn toàn tin tưởng, phó thác để bước theo Chúa và làm công việc của Chúa. Xin đừng để những bận tâm lo lắng công việc ở đời cản trở bước chân và khép kín cõi lòng con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Bí quyết trẻ trung. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Phanxico Assisi. Sống cách chúng ta trên 7 thế kỷ, Thánh Phanxico Assisi vẫn mãi mãi để lại một hình ảnh trẻ trung. Chưa có vị thánh nào trong giáo hội được nhắc nhở yêu mến như thánh nhân. Chưa có vị thánh nào đã gợi lên nhiều cảm hứng cho văn chương nghệ thuật cho bằng thánh nhân. Chưa có vị thánh nào được các nhà chính trị, các nhà cách mạng ca tụng cho bằng thánh nhân. Sứ điệp của thánh nhân siêu việt thời gian, bởi vì con người của thánh nhân là hiện thân của tuổi trẻ. Thật thế, suốt cả cuộc đời của mình, Thánh Phanxico Assisi luôn biết giữ một tâm hồn tươi trẻ. Tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn. Có lẽ thánh nhân không phải là người đã nói lên châm ngôn ấy, nhưng hẳn Ngài đã sống theo châm ngôn ấy. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống lại các ướng muốn. Ngài đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa học tâm lý ngày nay, Thánh Phanxico Assisi đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật thế, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các nhà tâm lý học khuyên chúng ta như sau. Hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu thích việc đọc sách, chuyện vãn, nghe nhạc. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộng rã của trẻ em. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Hãy tập yêu thích công việc và cảm nhận được niềm vui khi làm tốt một công việc. Hãy tập yêu người, dù người không giống ta. Không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống, con người. Đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho bầu không khí tươi trẻ trong tâm hồn. Phải chăng đó không là những yếu tố mà người ta cũng bắt gặp trong bài ca vạn vật của Thánh Phanxico Assisi? Một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ, đó không chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng còn là một đòi hỏi đối với người Kitô. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, hãy để trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời thuộc về những ai giống chúng. Ta nói thật với các con, nếu các con không đón nhận nước trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Bài trích sách lẽ sống.